Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước. Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot 7 tháng 1 năm 1979, 7 tháng 1 năm 2024. Buổi họp mặt là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của mặt trận 779, quân khu 7 trong thời kỳ kháng chiến bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Với sự chỉ huy tài tình của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, mặt trận 779 đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, coi nhiệm vụ giúp nước bạn là tự giúp mình, sẵn sàng hy sinh xương máu với tinh thần vô tư trong sáng theo quan điểm đường lối trong quan hệ quốc tế của Đảng ta, quân đội ta với nước bạn Campuchia. Đóng góp vào sự hồi sinh vĩ đại của nhân dân Campuchia trong ngày 7 tháng 1 năm 1979, lịch sử. Truyền thống mặt trận 779 đã góp phần vào trang sử truyền thống đấu tranh vẻ vang anh dũng kiên cường của miền Đông Nam Bộ. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang quân khu 7 luôn chung sức đồng lòng, đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, làm sáng đẹp hình ảnh bộ đội cụ Hồ, bộ đội của dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra kỳ họp lần thứ 6 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia để đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia, thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tiếp theo. Tại kỳ họp lần thứ 6 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được theo nội dung biên bản kỳ họp lần thứ 5, ký ngày 24 tháng 11 năm 2022. Hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết, phối hợp chặt chẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ những dự án đang xây dựng, triển khai đảm bảo chất lượng hiệu quả. Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia là công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước, do vậy cần được quản lý bảo vệ chặt chẽ. Với mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, hai bên tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương của hai chính phủ Việt Nam-Campuchia về xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia. Tăng trưởng GDP năm nay của cả nước là 5,05%. Đây là kết quả chưa đạt chỉ tiêu đặt ra đầu năm là 6,5%, nhưng vẫn được xem là điểm sáng về tăng trưởng của khu vực và thế giới trong một năm đặc biệt nhiều khó khăn thách thức. Quy mô GDP của nền kinh tế Việt Nam tính đến cuối năm nay đạt khoảng 430 tỷ đô la Mỹ. GDP bình quân đầu người năm 2023 tương đương 4.284 đô la Mỹ, tăng 160 đô la Mỹ so với năm 2022. Xu hướng tích cực là tăng trưởng GDP năm 2023 cải thiện dần qua từng quý. Quý sau cao hơn quý trước, trong đó quý 1 tăng 3,41%, quý 2 tăng lên 4,25%, quý 3 tăng lên 5,47% và quý 4 tăng 6,72%. Mặc dù nhập khẩu hàng hóa giảm ở các thị trường truyền thống, song các cơ quan thương vụ Việt Nam cho biết, tỷ trọng hàng Việt Nam trong cơ cấu nhập khẩu vẫn duy trì và tăng nhẹ, với nhu cầu hàng hóa Việt Nam vẫn tốt. Việc đa dạng hóa thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do giúp xuất khẩu sang các thị trường mới như các nước châu Phi, Đông Âu, Bắc Âu, Tây Á tăng mạnh. Năm 2023 là năm xuất siêu thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư ước đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ, gấp hơn 2 lần mức xuất siêu của năm 2022, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng dự trữ ngoại hối. Trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh, thực sự hiểu biết về thị trường và có một chiến lược bài bản trong dài hạn để sẵn sàng khai phá nhiều thị trường mới. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2023, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng mỗi tháng, tăng 459.000 đồng, tương đương 6,9% so cùng kỳ 2022. Cụ thể, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 8,1 triệu đồng, nữ là 6 triệu đồng. Riêng quý 4 2023, đời sống lao động cải thiện khi thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng mỗi tháng. Tốc độ tăng thu nhập đạt 2,5%, gần gấp đôi so cùng kỳ năm trước. Mặt bằng thu nhập quý 4 2023 của lao động tất cả các vùng kinh tế đều tăng. Tính chung cả năm 2023, lao động có việc làm ước đạt 51,3 triệu người, tăng 683.000 người so năm 2022. Số người nghỉ giãn việc mất việc những tháng cuối năm cũng giảm so với quý 3 năm nay. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam tính đến ngày 4 tháng 1 vừa qua, trong dịp cao điểm Tết Giáp Thìn 2024, tổng số chuyến bay do các hãng hàng không Việt Nam khai thác dự kiến đạt xấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so cùng kỳ Tết năm 2023, tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại. Đến thời điểm này, vé máy bay Tết từ thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương đã có tỷ lệ đặt chỗ từ 80 đến 100% trong các ngày cao điểm trước và sau Tết Giáp Thìn.
Trong khi đó, đường bay Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh do lượng vé máy bay dồi dào nên tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn từ 24 tháng Chạp tới mùng 6 tháng Giêng mới đạt trung bình từ 30 đến 40%. Trên đây quý vị vừa đến với bản tin cập nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt.